Chào mừng các em đến với môn tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình. Cô Phương rất vui khi được gặp lại các em. Để giờ học được hiệu quả, các em cần chuẩn bị sách tiếng Việt 1, bảng con, bút chì, gôm và vở ô ly. Các em lưu ý, không ngồi quá gần màn hình, tập trung nghe cô giảng bài và thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập. Bây giờ chúng ta cùng học nha. Trong chủ đề vườn ươm, các em đã biết rất nhiều loại cây cho bóng mát, như cây phượng, cây chuông vàng. Các em còn biết thêm cây gì nữa? Hãy chia sẻ cho cô và các bạn cùng nghe. À, cô nghe có bạn nói cây đa. Thật trùng hợp, cây đa cũng xuất hiện trong câu chuyện ngày hôm nay cô sẽ kể cho các bạn nghe. Đó là câu chuyện Khúc Rễ Đa. Cô mời các bạn hãy đọc lại tên câu chuyện với cô. Khúc Rễ Đa. À, trong câu chuyện này có một người rất đặc biệt. Hãy lắng nghe bài hát và đoán xem người ấy là ai. Bạn nào cũng đoán chính xác, đó là Bác Hồ. Đây là người xuất hiện nhiều nhất trong câu chuyện Khúc Rễ Đa. Cô mời các em hãy quan sát tranh và đưa ra các phán đoán theo câu hỏi gợi ý của cô. Khi đi dạo trong vườn, Bác Hồ đã nhìn thấy gì? Bác đã chỉ cho chú Cần Vũ điều gì? Cô sẽ giải thích nghĩa của từ Cần Vũ cho các bạn nghe nhé. Cần vụ là nhân viên phục vụ riêng trong sinh hoạt hàng ngày của một cán bộ trung và cao cấp. Tiếp theo, câu số 3. Khi vào thăm vườn bác, các bạn thiếu nhi thích chơi trò gì? Bây giờ, các em hãy nhìn lại 3 bức tranh và thử đoán nội dung của câu chuyện trong 10 giây nhé. Rằng ai cũng có những phán đoán rất thú vị. Hãy lắng nghe cô kể để xem những phán đoán của mình có đúng với nội dung câu chuyện không nhé. Khúc rễ đa. Hôm ấy, tập thể dục xong, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, thấy khúc rễ phụ nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua làm nó rơi xuống. Bác đưa khúc rễ cho chú Cần Vụ và bảo: "Chú trồng cho nó mọc tiếp." Theo lời bác, chú Cần Vụ xới đất, vùi khúc rễ xuống. Bác nhìn rồi bảo: "Chú nên làm thế này." Bác cuộn khúc rễ thành vòng tròn, bảo chú Cần Vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú Cần Vụ hỏi: "Thưa bác, làm thế để làm gì ạ?" Bác khẽ cười: "Rồi chú sẽ biết." Rễ bén đất, nảy chồi đâm lá. Vài năm sau, thành cây đa nhỏ có phòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn bác, bạn nào cũng thích chơi trò chui qua phòng lá ấy. Bây giờ, mọi người mới hiểu vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn. Các em ơi, cô vừa kể cho các em nghe câu chuyện Khúc Rễ Đa. Nội dung cô vừa kể có đúng với các suy đoán của các em không? Cô tin rằng có nhiều bạn đoán đúng lắm nè. Để giúp các em ghi nhớ và hiểu rõ nội dung câu chuyện hơn, hãy cùng cô tập kể lại nội dung câu chuyện Khúc Rễ Đa theo từng tranh nhé. Hôm ấy, tập thể dục xong, bác đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, thấy khúc rễ phụ nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác đã làm gì với khúc rễ đó? Các em có còn nhớ không? À, đúng rồi, bác đưa khúc rễ cho chú Cần Vụ và bảo: "Chú trồng cho nó mọc tiếp." Theo lời bác, chú Cần Vụ xới đất, vùi khúc rễ xuống.
Bác nhìn rồi bảo: chú nên làm thế này. Bác đã cuộn khúc rễ thành hình gì? Các em có 3 giây để nhớ lại. Trí nhớ của các em tốt quá. Bác cuộn khúc rễ thành hình tròn. Bảo chú cần vụ, buộc nó tựa vào hai cái cọc, vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ hỏi: thưa bác, làm thế để làm gì ạ? Bác khẽ cười, rồi chú sẽ biết. Rễ bén đứt, nảy chồi đâm lá. Vài năm sau, cây đa nhỏ có vòng lá tròn. Vào thăm vườn bác, các bạn thiếu nhi thích chơi trò gì? Cô tin rằng bạn nào cũng đoán được. À, chính xác. Các bạn thiếu nhi rất thích chơi trò chui vào vòng lá ấy. Bấy giờ mọi người mới hiểu vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn. Các em vừa cùng cô luyện kể lại câu chuyện khúc rễ đa. Bây giờ các em hãy lựa chọn một trong 3 tranh, tập kể lại nội dung câu chuyện cho bố mẹ mình nghe nhé. 10 giây bắt đầu. Qua câu chuyện khúc rễ đa, em thích nhất là chi tiết nào? Cô thích nhất hình ảnh các bạn thiếu nhi vào thăm vườn bác cùng chơi trò chui qua chiếc vòng lá của cây đa. Vì khi nhìn vào hình ảnh này, cô thấy được tình yêu thương đặc biệt của bác Hồ dành cho các bạn thiếu nhi. Đó là một thứ tình cảm rất thiêng liêng và ấm áp. Tuy bác đã ra đi, nhưng hình ảnh của bác vẫn sống mãi trong tim của chúng ta. Với thiếu niên nhi đồng, bác đã để lại 5 điều bác Hồ dạy rất ý nghĩa. Các em đã thực hiện được bao nhiêu điều? Các em hãy chia sẻ và nhờ bố mẹ quay phim hoặc ghi âm để gửi đến cô giáo của mình nhé. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy mở sách tiếng Việt trang 179, tập kể lại câu chuyện khúc rễ đa cho bố mẹ mình nghe nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.